Ủa chú, cái gì con? Hôm qua chú đi xét nghiệm máu rồi, nhóm máu của chú là nhóm máu gì vậy? Thì nhóm máu chú là nhóm máu O. Chú mà nhóm máu O lắm. Vậy chứ nhóm máu gì mày? Chú nhóm máu dê. Chú dê hồi nào mà con nói vậy? Chứ gì nữa, chú già rồi mà còn mê gái nữa. Everyday. Trời ơi, em ở đâu mà em đẹp quá vậy? Em cho anh số điện thoại đi. Không. Cho xin đi mà. Không, tao không có điện thoại đâu mà cho. Vì tổn thương nhiều quá nên chẳng yêu thêm một ai. Vì nỗi đau ngày ấy. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, chán chán riu riu mập mờ, năm chưa xong đã vội đổ vỡ. You ain't getting over him. I got no rules, I count. À con, ai đang gặp các vấn đề về? Chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô thôi. Uống là không phải. Hello mọi người đừng có lo bị quảng cáo nữa nha. Tôi nay đã có app loại bỏ quảng cáo rồi nè. Mọi người vẫn còn lên CH Play và tải app về giống như mình nha. App này sẽ loại bỏ tất cả quảng cáo cho các bạn luôn nè. Sau khi tải app về thì các bạn vào trang chủ bật một bài nhạc nào đó lên. Nó sẽ hiện ra chữ app đang chặn quảng cáo cho bạn. Xem phim hay nghe nhạc thoải mái luôn nha. Và khi các bạn muốn nghe một bài nhạc thì hãy bấm trình phát nổi. Thì nó sẽ hiện ra một màn hình nhỏ trên điện thoại của các bạn. Các bạn có thể di chuyển đi đâu cũng được hết nè. Rất là tiện luôn. Mình đã tìm được chân ái của đời mình rồi. Thì mình nhảy tiếp đây. Quỳ cho buồn quỳ đó, ôm hai bàn tay của em để em mưa.
trinh à trinh. Khi em đưa tay lên là bướm trinh à bay múa, khi em đưa tay xuống là con bướm. Tính tán anh hàng xóm, rồi cái anh nói, hồi mày còn cởi chuồng, anh bế mày xuống.